Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc số 17 năm 2017 do Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lộc thực hiện. Xin gửi đến quý vị một số nội dung đáng chú ý như sau. Thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản năm 2017. Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại công ty Acom. Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng. Phần cuối chuyên mục, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017, Phật lịch 2561, Đoàn Công an thành phố Bảo Lộc do Thượng tá Trịnh Ngọc Đức, Phó trưởng Công an thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng hoa các chùa, tịnh xá, tịnh thất, các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, các vị đại diện và bà con Phật tử nhân Đại lễ Phật đản 2561, đồng thời thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua. Qua đó, lãnh đạo quan thành phố cũng đánh giá cao sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ sở Phật giáo với lực lượng trong việc xây dựng và đảm bảo an ninh trật tự tại các tổ dân cư. Qua đó, cũng mong muốn bà con Phật tử nói riêng và nhân dân thành phố nói chung tiếp tục hỗ trợ lực lượng công an trong công tác tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả bản cam kết các tôn giáo đồng hành cùng lực lượng công an trong việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Các vị đại diện Giáo hội Phật giáo và bà con Phật tử thành phố Bảo Lộc đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an và hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con Phật tử nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, cũng như trong các buổi sinh hoạt tôn giáo sẽ lồng ghép tuyên truyền vận động bà con Phật tử tiếp tục thực hiện tốt bản cam kết giữ an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tổ dân cư. Cùng ngày, lực lượng công an thành phố còn kết hợp cùng đoàn Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, ban dân vận thăm tặng hoa chúc mừng tịnh xá Ngọc Lâm, chùa Từ Lâm, chùa Lam Sơn, chùa Phước Hạnh và họa đạo Cao Đài Bảo Lộc. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc tăng ni Phật tử Phật giáo nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, khẳng định và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc tín đồ Phật giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của địa phương. Qua đó cũng mong muốn các chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Thay mặt bà con Phật tử, các chức sắc tăng ni Phật tử tại các cơ sở Phật giáo đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để tăng ni, Phật tử tham gia hoạt động Phật giáo và hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển hơn nữa. Phần tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua. Trong tháng 5 năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có một vụ giết người, một vụ cướp giật tài sản, một vụ trộm cắp tài sản. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành khởi tố một vụ, trong đó đáng chú ý là đã xảy ra vụ án mạng tại một quán karaoke trên địa bàn phường 1. Cũng trong tháng 5 năm 2017, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Từ công tác điều tra nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã triệt phá thành công một vụ án ma túy, thu giữ 15,4 gram heroin, một điện thoại di động của một đối tượng. Khu vực dốc Ánh Mai thuộc địa phận thôn Ánh Mai 1, Ánh Mai 2 và Ánh Mai 3 và khu vực dọc tuyến quốc lộ 20 thuộc địa bàn xã Đại Lào trong thời gian qua liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong đó, nguyên nhân phần lớn là do ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế. Qua buổi tuyên truyền bằng những hình ảnh trực quan sinh động nhằm truyền tải đến bà con kỹ năng khi tham gia giao thông và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn. Để tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trong nhân dân,
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đóng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vừa kết hợp với công ty Acom tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017. Theo tình huống giả định, công nhân phát hiện có đám cháy xảy ra tại khu nhà kho chứa hàng. Khi phát hiện, lực lượng chữa cháy cơ sở đã triển khai công tác chữa cháy cũng như thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2. Nhận được tin báo cháy, các đơn vị đến hiện trường triển khai phương tiện cùng lực lượng tổ chức cứu người bị nạn và chữa cháy. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Sau một khoảng thời gian ngắn, đám cháy đã được hoàn toàn dập tắt. Buổi diễn tập được tổ chức nhằm cụ thể hóa yêu cầu và nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành chữa cháy cứu hộ cứu nạn và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát và các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại các đơn vị trong xử lý các tình huống cháy nổ. Nâng cao nhận thức công tác phòng chống cháy nổ, ý thức bảo vệ tài sản, góp phần hạn chế và không để cháy nổ xảy ra. Tại thành phố Bảo Lộc, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Thị Kim Dung, 55 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 23, phường 2, thành phố Bảo Lộc, về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do xuất hiện nhiều tình tiết mới cần phải điều tra lại. Theo cáo trạng, lợi dụng sự quen biết của mình với mọi người từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 6 năm 2012, Lương Thị Kim Dung đã nhiều lần vay tiền và hốt huê của 20 người ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, người bị Lương Thị Kim Dung chiếm đoạt số tiền nhiều nhất là 425 triệu đồng, còn người ít nhất là 5 triệu đồng. Đến tháng 7 năm 2012, nhận thấy không còn khả năng trả nợ, Lương Thị Kim Dung đã cắt đứt liên lạc với những người cho mình vay tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 4 năm 2016, cơ quan điều tra xác định được nơi ở của Lương Thị Kim Dung và mời lên làm việc. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Lương Thị Kim Dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử nhận thấy giữa lời khai của bị cáo và những người bị hại có sự mâu thuẫn, xuất hiện nhiều tình tiết mới liên quan đến việc bồi thường của gia đình bị cáo. Đồng thời, hội đồng xét xử xét thấy các bị hại chưa nghiêm túc hợp tác với cơ quan điều tra nên yêu cầu tất cả hợp tác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Vì vậy, sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để củng cố lại chứng cứ. Tại hội trường A, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Hơn 100 học viên là báo cáo viên pháp luật thuộc các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc đã tham gia hội nghị tập huấn những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015, gồm 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên được truyền đạt một số nội dung về Bộ luật Dân sự năm 2015 như mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự 2015, bố cục và nội dung của Bộ luật Dân sự năm 2015, khái quát những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015, một số điểm lưu ý khi tổ chức thi hành Bộ luật Dân sự 2015, cũng như kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua lớp tập huấn, đội ngũ báo cáo viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, trọng tâm của Bộ luật Dân sự 2015, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Bộ luật Dân sự nói riêng cho đội ngũ cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế ở cơ sở trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đã đến, cũng là thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn cho trẻ như đuối nước, tai nạn giao thông, cháy phỏng, điện giật. Cùng với các cấp chính quyền, Công an thành phố đã triển khai các biện pháp góp phần tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, cũng như xây dựng môi trường sống an toàn cho các em. Đây là hồ nước với diện tích mấy chục mét vuông do người dân tự đào để lấy nước tưới tiêu cho cà phê. Khu vực hồ nước ở cuối vườn rất khó phát hiện bởi bị che lấp từ những cây cà phê tươi tốt. Song vào mùa hè 3 năm trước, đây lại là địa điểm đau lòng khi cùng một lúc xảy ra vụ đuối nước làm 3 trẻ bị chết. Trong đó có 2 trẻ là anh em ruột. Từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, người chủ ao hồ đã rào chắn cẩn thận, cắm biển báo nơi nguy hiểm để nhắc nhở những trẻ nhỏ khi vui chơi, tránh xa.
Từ hôm mà bị như xảy ra như vậy thì tôi cũng rào quanh chung quanh ao và tôi cũng làm cái biển báo để ao sâu các em nên có nên xuống. Và khi có trẻ hay người nào tới thì tôi cũng bảo là thôi đi về để đừng có đến. Trong đó, những tai nạn thương tích ở trẻ em thì đuối nước là nguyên nhân hàng đầu với số lượng trẻ tử vong cao nhất. Chỉ vài năm trở lại đây, mùa hè nào tại thành phố Bảo Lộc và các vùng lân cận đều xảy ra những vụ đuối nước thương tâm đối với các em. Mùa hè đến, tại các xã phường có nhiều sông suối, ao hồ, trẻ em thường tìm đến bơi lội, đùa nghịch. Các em thường đi bơi theo nhóm, không có sự quản lý, giám sát của người lớn. Khi gặp nạn lại không biết cách cứu nhau nên hậu quả nặng nề hơn. Các em vô tư ngụp lặn trong khi không có áo phao cũng như bất cứ vật dụng gì hỗ trợ. Cùng với đó, nhiều ao hồ, sông suối, nơi thường xuyên xảy ra những vụ việc đuối nước thương tâm lại không có biển báo, cảnh báo nguy hiểm, hay có thì các em cũng không để ý đến. Để góp phần hạn chế các vụ đuối nước khi hè đến, ngay từ đầu tháng 5 năm 2017, Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo Công an các xã phường triển khai công tác cùng với các ban ngành thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ở những địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ, Công an các xã, phường đã khảo sát tình hình thực tế, lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại các khu vực ao hồ, sông suối để các em biết mà tránh, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là đuối nước đối với các em thanh thiếu nhi. Tuyên truyền ở các hội nghị, các buổi họp giao ban ở địa phương, ở khu phố và toàn thể các cơ quan xí nghiệp ở địa bàn, nhắc nhở các những người sống quanh các hồ và nhắc nhở những người quanh ao là thực hiện cái việc trông coi và nhắc nhở là các em học sinh. Thì qua công tác tuyên truyền như vậy thì chúng tôi thực hiện thêm một cái công tác nữa là phối hợp với các tổ dân phố và tổ bảo vệ dân phố là hàng ngày, hàng tuần và nhất là thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi đã tổ chức là đi tuần tra xung quanh các hồ để mà nhắc nhở những các em mà đi tắm rồi các em đi bắt cá hay là các trường hợp là vui chơi ở ngắm cảnh hay là vui chơi ở giữa hồ chụp ảnh thì chúng tôi đã nhắc nhở và có biện pháp nữa. Qua công tác nhắc nhở như vậy thì chúng tôi đã thực hiện một số cái biển báo như xung quanh những nơi nào mà nguy hiểm mà trọng điểm thì chúng tôi sẽ làm cái biển báo. Hè đến, ngoài tai nạn về đuối nước, còn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông đối với các em, nhất là lứa tuổi học sinh và sinh viên. Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong đợt cao điểm nghỉ hè trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để hạn chế các vụ tai nạn giao thông do học sinh, sinh viên gây ra. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với đại học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên trên địa bàn Bảo Lộc vào cái dịp hè năm 2017, đội cảnh sát giao thông tập trung vào một số cái nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng tôi tăng cường cái công tác phối hợp với lại thành đoàn tổ chức các cái buổi sinh hoạt lồng ghép cái tuyên truyền giao thông đối với lại thanh thiếu niên và số học sinh, sinh viên trên địa bàn. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi phối hợp với lại ban an toàn giao thông của các phường xã tổ chức tuyên truyền đến gia đình các em học sinh, sinh viên và thanh niên không cho sử dụng cái xe mà các em chưa có giấy phép lái xe để khi tham gia vào giao thông. Vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi tăng cường cái công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc các cái số thanh thiếu niên, số học sinh, số sinh viên tụ tập sử dụng các cái xe độ chế để tổ chức đua xe, chạy xe lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng trên đường. Vấn đề thứ tư là chúng tôi tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý đối với cái số học sinh, sinh viên và số thanh thiếu niên
sử dụng cái phương tiện không có giấy phép lái xe. Và qua cái chương trình, chúng tôi cũng xin cảnh báo đối với lại các cái gia đình mà sử dụng các cái xe phân khối lớn trong cái quá trình gia đình, không nên cho các em sử dụng cái phương tiện khi mà chưa có cái bằng lái xe để tham gia giao thông trong cái dịp hè năm 2017. Để giảm thiểu tai nạn và tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ, biện pháp quyết liệt nhất chính là sự vào cuộc của toàn xã hội, mà quan trọng nhất là các bậc cha mẹ hãy dành sự quan tâm, yêu thương và có trách nhiệm dạy cho trẻ cách nhận biết các nguy cơ gây tai nạn cho mình, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường sự phối hợp trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để trẻ em được hưởng một mùa hè an toàn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc số 17 năm 2017 do Công an thành phố phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lộc thực hiện. Để theo dõi lại chuyên mục, mời quý vị và các bạn truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.